Bạn đang tìm kiếm một giải pháp giặt giũ vừa tiện lợi vừa hiệu quả? Hãy cùng Khánh Vihome khám phá máy giặt Electrolux EWF10243WC, thiết bị giúp quần áo luôn sạch sẽ và mềm mại mà vẫn tiết kiệm tối đa thời gian và năng lượng. Electrolux EWF10243WC nổi bật với thiết kế cửa trước hiện đại, màu trắng trang nhã phù hợp với mọi không gian nội thất. Lồng giặt làm từ thép không gỉ, giúp bảo vệ quần áo khỏi bị hư hại trong quá trình giặt, đồng thời kéo dài tuổi thọ của máy. Ngoài ra, cửa lồng giặt rộng, giúp dễ dàng thao tác và bỏ đồ vào máy. Về khối lượng, máy có thể giặt lên tới 10kg, phù hợp với gia đình có từ 5 đến 7 người. Bảng điều khiển song ngữ Anh Việt hiện đại, có núm xoay cùng phím cảm ứng và màn hình hiển thị, giúp người sử dụng dễ dàng thao tác, lựa chọn chương trình giặt theo mong muốn. Máy tích hợp 13 chương trình giặt khác nhau, từ giặt nhanh 15 phút cho đến các chế độ đặc biệt như giặt đồ len, giặt quần áo trẻ em và giặt tiết kiệm năng lượng. Điều này mang lại sự linh hoạt tối đa, phù hợp cho nhiều loại vải và nhu cầu giặt khác nhau. Đặc biệt, máy còn có chức năng dừng để thêm quần áo, cho phép quý khách thêm đồ vào lồng giặt ngay cả khi máy đã khởi động đến 15 phút. Máy sở hữu công nghệ giặt nhanh Full Wash 45 với khả năng giặt tối đa tải trọng nhờ sử dụng các vòi phun nước mạnh mẽ kết hợp với chuyển động lốc xoáy đặc biệt ở nhiệt độ thấp 30 độ C, giúp cho áo quần được giặt sạch tối ưu chỉ trong 45 phút. Máy còn tích hợp chương trình Delicate Plus để chăm sóc những loại vải mỏng, dễ hư hỏng. Công nghệ này sử dụng chuyển động giặt nhẹ nhàng và mực nước tối ưu, giúp bảo vệ vải và kéo dài tuổi thọ cho những bộ quần áo yêu thích của bạn, bao gồm cả vải cotton cao cấp. Máy còn được trang bị động cơ Eco Inverter, giúp máy vận hành êm ái và tiết kiệm đến 50% điện năng so với các dòng máy giặt truyền thống. Với động cơ này, máy giặt không chỉ giảm độ rung lắc khi hoạt động mà còn đảm bảo độ bền bỉ theo thời gian, mang lại sự an tâm cho người dùng. Cuối cùng chính là công nghệ Hygienic Care. Sau khi kết thúc chu trình giặt, công nghệ Hygienic Care sẽ phun vào lồng giặt hơi nước dịu nhẹ ở 40 độ C, giúp diệt khuẩn hiệu quả trong khi vẫn nâng niu sợi vải. Để tăng mức độ làm sạch, bạn cũng có thể chọn chương trình Sanitize để loại bỏ hơn 99,99% vi khuẩn và virus thông thường. Với những tính năng vượt trội trên máy giặt Electrolux EWF10243WC, chắc chắn là lựa chọn lý tưởng cho mọi gia đình. Nhấn ngay vào liên kết trong phần mô tả hoặc ghé thăm cửa hàng của Khánh Vihome để có được một trong những chiếc máy giặt tốt nhất trên thị trường. Khánh Vihome là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm nhà bếp, phòng tắm cao cấp và giải pháp lọc nước hàng đầu. Quý khách sẽ được lựa chọn từ nhiều thương hiệu hàng đầu với đa dạng mức giá cùng những chính sách hấp dẫn đi kèm. Cam kết 100% sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nhà nhanh chóng, lắp đặt miễn phí lúc giao hàng, đổi trả và bảo hành dễ dàng. Khánh Vihome thêm ưu đãi, tránh lãng phí, đồng hành cùng các đối tác thiết kế nội thất và xây dựng. Liên hệ ngay số hotline 1800 646410 để được tư vấn chi tiết nhất. Nếu quý khách thấy thông tin trên là hữu ích, hãy đăng ký ngay kênh Khánh Vihome của chúng tôi để tiếp tục nhận thêm nhiều nội dung giá trị khác.